Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 34. Có những Phật tử đến chùa mình khi cũng 5-7 lần, từ dự khóa tu những ngày lễ viết. Có những người họ ghi những đoạn bình luận đó rằng con đến chùa rất là vui, nhưng có một việc cũng hơi buồn chút, đó là đi khi 5-7 lần mà chưa lần nào được gặp trực tiếp với thầy, chỉ ngồi ở thiệt là xa để nghe thầy giảng thôi. Xong mà thầy đi về phòng cứ vậy không, chứ chưa bao giờ được gặp thầy trực tiếp. Chúng ta có được nhân duyên khuyên nhau niệm Phật, điều đó cũng rất là quý quý vị. Còn chừng nào chúng ta gặp mặt nhau thì tùy duyên. Miễn sao quý vị dù ở xa nhưng thường nghe pháp niệm Phật, rồi quý vị có niềm vui, có sự an lạc, vậy là được rồi. Dù là mình không gặp nhau nhưng mà cũng như mình đã gặp nhau rồi. Chỉ có gặp nhau đi chăng nữa thì cũng khuyên nhau niệm Phật thôi, khuyên nhau tu hướng đến giải thoát. Cái này là cái quan trọng. Nên mỗi người mình phải nhận thức được lời của Phật dạy. Phật nhắc mình thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Quý vị biết rằng là ở cõi đời này bao nhiêu con người đông như vậy mà có khi họ không cảm nhận được, biết được thân người khó được. Có khi mà cả cuộc đời cứ mãi mê trong cõi hư danh không à, đến khi đắc gọi thì giật mình trắng tay. Nghĩa là hư giả mà đuổi theo nó, và đến khi thọ mạng đến thì giật mình trắng tay, không được gì hết. Còn mình á, được thăng người, gặp được Phật pháp, sống những ngày tháng có ý nghĩa, đây là cái lý tưởng sống đặc biệt dữ lắm. Nhưng con người á, muốn nhận thức được cái lý tưởng này á, thì mình á, phải nhận thức Phật pháp. Phật pháp cho mình lý tưởng, mình nhận thức được lý tưởng, mình sống những ngày tháng rất là đặc biệt. Còn khi mình không nhận thức được cái lý tưởng thì mình sống những ngày tháng vô nghĩa. Giống như mình sống những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng, uổng phí dữ lắm. Nên mình phải nhận thức được Phật pháp. Phật pháp là một nền giáo dục rất đặc biệt, cho chúng ta một lối sống rất là có lý tưởng. Nên những đức nói rằng những người ở trong chùa mình, mình phát tâm mình đi tu, mình gặp được cái ngôi tam bảo, sống có lý tưởng, sống có ý nghĩa gì, mừng, rất là mừng. Nên mỗi một người mình phải biết trân quý. Những đức từng nói rất là nhiều lần, chúng ta nếu như sống ngoài đời mình đâu có làm được những việc gì đặc biệt quá đâu. Nhờ mình sống trong ngôi nhà tam bảo mà mình làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời.
Mỗi một việc làm mình ở trong ngôi nhà Tam Bảo đều là để phục vụ chúng sanh. Mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nên mình phải nhận thức cho sâu sắc. Khi mình nhận thức được sâu sắc rồi thì tự nhiên mình thấy con đường mình đi đặc biệt lắm. Rất là đặc biệt. Như những đức ấy, là những đức nhận thức được Phật giáo thù thắng. Nên những đức nói rằng cả đời mình dù có gian chung khó khăn trở ngại gì, mình cũng quyết chí mình đi con đường này. Dù là không ai đi con đường này, mình cũng đi con đường này. Đó là giả thiết. Mình giả thiết là không ai đi con đường này, mình cũng đi con đường này. Vì nó quá đặc biệt rồi. Thí dụ như giờ nếu như những đức ngoài đời mà đi có vợ, hoặc mấy cô mình mà đi có chồng, giỏi lắm, chúng ta là một gia đình thôi rồi. Mình nhìn đi, bao nhiêu con người một gia đình, rồi tới tuổi già mình nhìn đi được cái gì. Bao nhiêu người già trong chùa mình, rồi bao nhiêu người già ngoài xã hội, bao nhiêu người trẻ ngoài xã hội. Khi ghép vào một gia đình rồi là bận tâm lo âu và không có ngày ngừng nghỉ. Nên con người hơn con người chỉ có là mình nhận thức được con đường Phật Pháp mình đã đi hay không thôi. Còn nếu mình không nhận thức được thì mình thất bại. Nên học Phật mỗi người phải có góc độ cực kỳ sâu sắc để nhận thức Phật Pháp. Khi mình đã nhận thức được Phật Pháp rồi, dù ai không tu mình cũng tu. Có những người, người ta cũng gặp Phật Pháp, người ta cũng được đi vô chùa. Nhưng sau này người ta không tu hành nữa. Thì bản thân của người ta, khi trải qua vài chục năm sau, thì người ta cảm thấy rất hối hận. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng, Ngài nói rằng, năm xưa khi Ngài đi tu, nhiều bạn bè của Ngài cứ nói rằng, Ngài bị thần kinh hả? Có góc độ nghĩ gì? Người tu hành là đa phần người già mới tu, chứ trẻ mà tu cái gì? Người trẻ phải có sự nghiệp rồi, một gia đình này kia rồi sao này già tính sao? Nhưng con đường đó Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài chọn à? Ngài đã chọn. Ngài đi thì mười mấy năm sau, những người bạn đó gặp lại Ngài nói rằng Ngài chọn con đường này tốt. Thêm khoảng 10 năm sau nữa thì nhiều người nói Thầy chọn con đường này quá tốt. Thêm khoảng mười mấy năm sau nữa, những người đó đều là già hết rồi, Ngài cũng già. Thì họ gặp Ngài, Ngài nói rằng con đường này Ngài chọn quá xuất sắc, số 1, quá tuyệt vời. Nếu như chúng ta nhận thức được Phật Pháp thì chúng ta sẽ gầy dựng con đường của mình đi như vậy đấy. Sẽ gầy dựng con đường này đi như vậy đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ vì một lý do gì mà bỏ cuộc. Hoặc là bạn đồng tu có những người không tu hành mà mình lại buồn chán. Không có. Vì mình gặp Phật Pháp rất là quý quý vị. Phật nói mà thân người khó được Phật Pháp càng khó, khó gặp. Bây giờ thân người mình được Phật Pháp, mình gặp quý vị coi nhân duyên phước báo mình lớn cỡ nào. Nếu như bản thân của chúng ta mỗi ngày bê tha, không nhận thức được con đường này, thì quý vị phải nhớ chúng ta cũng sẽ bỏ con đường này. Con đường này càng đi về sau thì càng thù thắng. Nhưng mà lúc đi thì sẽ gặp chông gai, gặp những sự trở ngại, cũng gặp những sự trở ngại đó, nhớ đó. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn, chân thật mà đi thì những sự trở ngại đều sẽ vượt qua hết. Nhớ kỹ nghe, những sự trở ngại đều sẽ vượt qua hết. Mỗi một lần trở ngại mà vượt qua là mỗi một lần giúp cho ta tăng thêm tín tâm tín nguyện. Những đức thường nói với người trong chùa, mình đi tu giữa mình với người thân gia đình giống như chơi trò chơi kéo co. Bên nào mạnh thì kéo bên đó. Mình mạnh thì mình kéo người ta đi vô chùa gặp Phật Pháp tu. Người ta mạnh thì người ta kéo mình về đời. Nếu như mình không nhận thức được Phật Pháp thì thua. Nên mình phải kiên nhẫn. Mình không kiên nhẫn là mình thất bại. Nên những đức cứ học Phật, những đức cứ bình thản trong Phật Pháp, những đức cứ lo tu. Người thân những đức họ tu không tu gì, họ đến chùa không đến chùa tùy duyên họ đi. Bản thân những đức cứ gầy dựng tu cho thật tốt, thật là an lạc. Mỗi lần họ gặp những đức là tự nhiên họ tăng tín tâm. Mỗi lần họ gặp những đức là họ muốn tu. Cái này mới là cái quan trọng.
Nên mình ở trong chùa mình tu tập, mình phải an định tâm như vậy đó. Đại lão Hòa Thượng Thành Công ngày giảng thuyết này nói rằng, chúng ta đi tu hành vì chúng sanh mà phục vụ. Đa phần những con người đời này không phải thân bằng quyến thuộc, mà mình vì họ mình phục vụ. Vậy thì đối với người thân bằng quyến thuộc, gia đình mình thương cỡ nào. Nhưng do gì chưa đủ duyên, nên ta cứ chân thật an định tâm lo phục vụ chúng sanh. Mình là phàm phu, mình còn thương những người không phải thân bằng quyến thuộc ruột thịt đời này, mình còn thương không chỉ Phật Bồ Tát, làm sao bỏ thân bằng quyến thuộc của người lo cho chúng sanh. Nhưng vì thân bằng quyến thuộc mình chưa có nhân duyên tiếp nhận Phật Pháp thì chưa đến. Ta hãy an định tâm lo tu đi, rồi từ từ người thân mình tự nhiên sẽ nhận thức Phật Pháp và họ tiến đến Phật Pháp. Mình phải kiên nhẫn kìa. Bây giờ mình đi tu, mình nhìn nhận cái gia đình của mình từ đời ông nội ông ngoại dài xuống đời cha mẹ mình khổ. Nếu như mà bước vào con đường đó thì ai cũng khổ. Như ở đây mình làm việc, mình lo cho bao nhiêu chúng sanh, giúp cho bao nhiêu chúng sanh. Còn mình ngoài đời mình có làm được gì đâu. Ai cũng khổ, nhào vô thêm thì ai cũng khổ. Như năm xưa nhà Như Đức có 10 công đắc, làm hoài đều thiếu nợ khổ. Như Đức nghĩ rằng Như Đức ra khỏi gia đình này, Như Đức sẽ không bao giờ suy nghĩ đến 10 công đắc. Tại vì sao? Vì nguyên một gia đình làm mà còn không dư, không chi tới lúc chia ra cho anh em mỗi người vài công thì còn đâu mà sống nổi. Nên những đức tự chọn con đường của chính mình. Nên mỗi một người mình phải nhận thức sâu sắc như vậy thì con đường này mình đi mới thù thắng. Nếu không thì con đường này mình cũng rất dễ bỏ cuộc. Nhớ kỹ quý vị, mình cũng rất dễ bỏ cuộc. Nhờ những đức có tâm quyết đó nên những đức gặp được Phật Pháp, những đức nỗ lực cố gắng. Nên những đức mong rằng mỗi một người gặp Phật Pháp phải nhận thức cho thật sâu sắc. Cái gia đình mình nó đã khổ rồi, bây giờ mình nhào vô đi càng khổ. Mà mình thấy ngoài đời có vợ có chồng, có giúp cha mẹ được gì đâu. Mình may mắn mình gặp Phật Pháp. Khi thắng bằng quyến thuộc, mình có những người khổ hay cha mẹ, có những lúc khổ mình giúp được, đó là cứu huệ mạng. Còn chưa dụ duyên thì mình giúp chúng sanh, mình cứu huệ mạng của mình trước đi. Nhận thức được như vậy thì con đường này mình đi đặc biệt dữ lắm. Càng đi càng háo hức, càng đi càng thích. Càng đi càng háo hức, càng đi càng thích. Nên mình mỗi người gặp Phật Pháp phải nhận thức sâu sắc, phát nguyện cho mạnh mẽ. Khi phát nguyện mạnh mẽ rồi thì con đường này đi cả đời đi cũng không bỏ cuộc. Nhớ kỹ, đi cả đời cũng không bỏ cuộc. Mình đi mà mình bỏ cuộc là do mình không nhận thức được con đường này. Nếu như mình nhận thức được con đường này, mình đi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chắc chắn quý vị luôn, đi không bao giờ bỏ cuộc. Nói những đức á, ngồi suy nghĩ, từ đời ông bà mình cho tới đời cha mình rất khổ. Họ có một gia đình, họ cặm cụi lo một gia đình, họ khổ vô cùng. Bây giờ mình gặp Phật Pháp, mỗi ngày mình sống có niềm vui, có nụ cười, có sự bình an. Từ khi mình không đủ duyên đủ phước, mình không hưởng được cái bình an này. Những đức nói quanh năm những đức không muốn đi đâu hết là vì sao? Vì những đức cảm nhận được cái bình an trong Phật Pháp quá thù thắng, quá đặc biệt, quá thù thắng. Nên trong phòng nhà Đức có cái cuốn tranh, có cái bức tranh ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng hóa hư không. Trong bức tranh đó ta để miếng lá khô, cuộc đời có người cuối cùng cũng như chiếc lá khô, không có gì đặc biệt. Mình gặp Phật Pháp là mình tạo cái duyên phước. Cái này là cái mình cầm theo, mãi mãi đi theo mình. Đây mới là cái đặc biệt, có góc độ cực kỳ sâu sắc. Nếu như không nhận thức sâu sắc, có những người ở trong đạo mà họ gặp sự cố trở ngại một chút thôi là họ muốn bỏ đạo. Quý vị biết rằng Phật Pháp là của quý vô giá. Vậy mà mình dễ bỏ Phật Pháp. Có những câu chuyện mà Đức Phật có những kiếp Ngài chỉ cần nghe được một bài kệ mà Ngài bỏ mạng Ngài để nghe một bài kệ.
đem mạng này cho quỷ dữ ăn để nghe được một bài kệ. Còn mình thì được tiếp nhận Phật pháp, được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, được học Phật, được nghe Phật pháp, được nghe pháp môn Tịnh Độ, pháp môn mà tu một đời giải thoát, mà bản thân của mình lại không nhận thức được. Dù cỡ nào thì hiện đời mình tu mình cũng cảm thấy bình an, giúp được nhiều người. Đây là lý tưởng để cả đời mình đi, không bao giờ thối tâm. Nên nhà Đức luôn luôn nhắc nhở đại chúng như vậy. Nhưng lâu lâu cũng có những người họ ở trong ngôi nhà Tam Bảo, họ không muốn tu hành nữa. Thì tùy duyên chứ sao giờ quý vị. Quý vị biết đâu phải ai học Phật cũng đậu hết đâu. Mà cái chỗ mà được nhắc nhở, được khuyên lên, được nhắc nhở, được gầy dựng thì nó đỡ. Còn nếu không thì nhiều người đi tu mà nhiều người cũng bỏ cuộc. Vì sao? Thì không nhận thức được Phật pháp. Không nhận thức được Phật pháp là thù thắng. Có những người vì thấy họ rất là siêng năng, rất là tinh tấn, rất là chịu tu, nhưng cuối cùng họ cũng bỏ đạo. Là vì sao? Vì con đường đi này không nhận thức được quý vị à. Mình muốn đi con đường này cả đời không thối tâm là phải nhận thức con đường này. Phải phát cái tâm, phát cái nguyện rằng cả đời mình đi không bao giờ bỏ cuộc thì mới được. Mình phải nhận thức được thì mình đi nó không bao giờ bỏ cuộc đâu. Còn mình không nhận thức được thì mình vì một niềm vui gì đó thôi mình đi là mình bỏ cuộc. Mình càng lớn mình phải càng trưởng thành. Mình đi con đường này mình phải nhận thức sâu sắc thì không bao giờ mình bỏ cuộc. Pháp môn Tịnh Độ này thù thắng lắm. Chỉ cần quý vị nhận thức được có vật hiệu này đặc biệt là mỗi ngày vị sẽ siêng niệm Phật à. Và quý vị chân thật niệm Phật đi, tự nhiên vị có niềm vui à. Có sự an lạc, có niềm vui. Chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Nhà Đức nói rằng chỉ cần quý vị nhận thức được có vật hiệu thù thắng, quý vị siêng niệm Phật. Còn quý vị không nhận thức được có vật hiệu này thì dễ bỏ có vật hiệu. Nhà Đức làm việc cả ngày không lên chánh điện. Công việc những Đức quá nhiều, không lên chánh điện được luôn rồi. Bây giờ những Đức mỗi lúc mỗi nơi chạy xe đạp cũng niệm Phật, nấu ăn cũng niệm Phật, ngồi gánh chút niệm Phật. Có lúc niệm ra tiếng, có lúc niệm nhép môi, có lúc niệm thầm. Tùy vào lúc nào cũng nhớ Phật, cố gắng nhớ Phật, niệm Phật liền. Nên quý vị phải cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Nương tựa vào ai với đạo Phật là bình an nhất. Nhớ nghe quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị. Tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.